Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tội giết người và cướp tài sản đối với hai bị cáo là Nguyễn Lâm, 19 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, và Cường, 15 tuổi, ở xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo nội dung xét xử, khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, do không có tiền trả tiền thuê nhà trọ cũ và chuyển đến nhà trọ mới, Lâm mang theo con dao, rủ Cường, lúc đó hơn 14 tuổi, về nhà mình ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung để giết mẹ lấy tài sản. Sau khi mở cửa cho Lâm và Cường vào nhà, bà Trần Thị Loan, sinh năm 1966, là mẹ của Lâm, la mắng con vì bỏ nhà đi. Sau đó, bà xuống dưới nhà dưới đánh răng. Lúc đó, Lâm đã dùng dao đâm hàng chục nhát vào mẹ mình. Lâm cùng Cường dùng áo dây thừng giết cô bà Loan cho đến chết. Sau đó, hai bị can này lấy cô bà Loan tiền, điện thoại di động, đôi hoa tai vàng, tổng trị giá là gần 3,8 triệu đồng. Gây án xong, Lâm cùng với Cường đem bán đôi hoa tai, sử dụng tiền cướp được trả tiền nhà trọ và tiêu xài cùng với một số bạn bè. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Lâm và Cường bị công an phát hiện ở thành phố Tuy Hòa, mời về trụ sở làm việc, sau đó bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lâm xin tòa xem xét cho được sống để có cơ hội chuộc lỗi lầm, phụng dưỡng cha. Cha của Lâm cũng có đơn bãi nại cho con trai. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi rủ bạn về nhà giết mẹ cướp tài sản một cách lạnh lùng của Lâm là dã man tàn nhẫn, không còn tính người, nên tuyên mức án tử hình đối với bị cáo về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt mà bị cáo 19 tuổi này phải nhận là tử hình. Còn đối với Cường, hành vi phạm tội cũng tàn nhẫn, dã man, nhưng do chưa thành niên, nhận thức còn hạn chế, nên tòa tuyên bị cáo này là 10 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù. Ở một vụ án sát hại mẹ chấn động khác, vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án sát hại mẹ ruột gây xôn xao dư luận xảy ra vào tháng 10 năm 2019 tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thọ Em, 29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, mức án tử hình về tội giết người. Theo hồ sơ, Phạm Văn Thọ Em sống chung nhà với mẹ ruột là bà Phùng Thị Thanh, 73 tuổi. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, em có nhậu chung với một số người bạn. Sau đó, em đi mò bắt tôm dưới con sông gần nhà. Trên đường về thì gặp người quen rủ đi nhậu tiếp và hứa sẽ đến nhà em chở đi. Em đồng ý. Lúc này, bà Thanh trách mắng con trai, mày không đi làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu. Em nói lại, hai bữa nữa đi làm rồi. Nghe vậy, bà Thanh vừa đi vào nhà bếp, nhưng vẫn tiếp tục la dày. Em cảm thấy bực tức, nên đi về phía nhà bếp. Khi thấy bà Thanh đang trong tư thế khom người, thì em cầm dao từ phía sau, tấn công trúng vào vùng cổ của bà Thanh. Đến khi thấy bà Thanh gục xuống tử vong tại chỗ, em ném bao hung khí, rồi giả vờ chạy ra trước cửa nhà chi hô là mẹ mình tự sát. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi phạm tội, cùng với hiện tại, bị cáo em có bệnh lý tâm thần do sử dụng rượu. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị cáo em có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Tại tòa vào chiều ngày 15 tháng 5, bị cáo em cho rằng mình không giết mẹ, mà do bà R là người họ hàng của gia đình bị cáo giết. Về cây dao là hung khí giết bà Thanh, bị cáo khai cũng không biết nó là vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định tất cả chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các nhân chứng đủ cơ sở để xác định bị cáo phạm tội như cáo trạng đã quy kết, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, trái đạo lý. Con cái có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ khi về già, vậy mà một số đối tượng lại gây ra tội ác đối với chính người rứt ruột đẻ ra mình. Cách đây không lâu, Công an tỉnh Trà Vinh ngày 15 tháng 10 hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Yên, 48 tuổi, ngụ huyện Càng Long về tội giết người. Nạn nhân là bà Lành, 75 tuổi, là mẹ ruột của Yên. Theo điều tra, 10 năm trước, Yên ly dị vợ, sống độc thân trong căn chòi cách nhà mẹ ruột khoảng 1 km.
Khuya ngày 14 tháng 8, sau khi nhậu về, Yên lẻn sang đập đầu mẹ ruột đến chết rồi giấu xác dưới mương nước cách đó khoảng 100m. Sau đó hắn quay về giả vờ nói em gái út tên là Hiền, 44 tuổi ở cùng mẹ, phụ kéo xe máy bị lọt xuống mương. Tuy nhiên, hắn bất ngờ tấn công từ phía sau khiến nạn nhân bất tỉnh. Yên về cậy tủ tìm tờ di chúc thì bị cháu gái là con của chị Hiền phát hiện nên bỏ chạy về chòi tắm rửa thay quần áo và giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, chị Hiền tỉnh lại phát hiện mẹ bị dìm dưới mương, liền kêu cứu và nhờ người báo công an. Làm việc với cảnh sát, Yên thừa nhận tội lỗi. Nói về động cơ gây án, hắn cho biết gần đây phát hiện mẹ đã viết di chúc để lại toàn bộ đất đai cho em gái nên tức giận, âm mưu sát hại cả hai. Ngày 31 tháng 5, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1979, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 5, bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1945, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, là mẹ của Đức, nói chuyện với Đức tại căn nhà ở ấp 5, xã Bầu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Đức đã cầm búa đóng đinh nhiều phát vào đầu của người mẹ của mình dẫn đến tử vong. Sáng ngày 31 tháng 5, người dân phát hiện sự việc nên đã báo công an. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng. Bước đầu, Đức khai nhận đã sát hại mẹ mình bằng búa. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Ngày 4 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử vụ án Vi Văn Phượng, sinh năm 1968, ở thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, phạm tội giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1926, ở cùng địa phương bị cáo và là mẹ của bị cáo Phượng. Xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, lại phải chăm sóc nuôi dưỡng mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Vui, là người già yếu, bị mù loà nhiều năm và bị bà Vui nhiều lần đòi nợ đôi hoa tai bằng vàng, nên Vi Văn Phượng đã nảy sinh ý định giết bà Vui nhằm mục đích hả giận và chút gánh nặng gia đình, không phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với mẹ của mình. Thực hiện ý định phạm tội trên vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 5 tháng 10 năm 2012, sau khi đi làm về nhà, thấy bà Vui đang nằm trên giường, Phượng đã dùng con dao quắm, cán gỗ có chiều dài 1,2 mét chém nhiều nhát vào vùng cổ và vai của bà Vui, làm bà Vui chết tại chỗ do sốc mất máu, do vết thương đứt động mạch cảnh gốc trái. Mặc dù tại phiên tòa, bị cáo Phượng không nhận tội, song căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang áp dụng các điểm D, N và Q, khoản 1, điều 93, khoản 2, điều 46 và điều 35 của Bộ Luật Hình sự tuyên phạt tử hình đối với Vi Văn Phượng. Bản án đã tuyên phạt đối với bị cáo, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng răn đe giáo dục. Phiên tòa khép lại nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong thời gian gần đây ở Bắc Giang liên tục xảy ra các vụ trọng án mà kẻ tội phạm là những người sát hại cha mẹ đẻ của mình. Những vụ án mạng kết thúc, kẻ thủ ác cũng phải chịu bản án thích đáng của pháp luật, nhưng đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ có dạ tâm máu lạnh khi ra tay sát hại chính người thân của mình. Vụ án mạng kinh hoàng được phát hiện vào đầu năm 2000. Trong khi nhà nhà nô nức sắm sửa chuẩn bị Tết, con hẻm nhỏ trên đường Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình bỗng náo loạn bởi những sắc áo công an và hàng trăm người dân tò mò vây quanh căn nhà số 31/8/2. Căn nhà này vốn là của gia đình ông bà Nguyễn Thiếp, Nguyễn Thị Tuyết Lan là cán bộ hưu trí cùng hai con trai. Gia đình này mới chuyển từ Quy Nhơn, Bình Định vào cách đó không lâu. Hàng xóm thường ngày vẫn thấy ông bà qua lại, nhưng nhiều hôm rồi căn nhà vắng lặng một cách bất thường. Những gia đình sống cạnh đó liên tục bị tra tấn bởi một mùi hôi nồng khó giải thích. Chỉ đến khi công an tiến hành khai quật và đưa lên tới 3 xác chết đang trong giai đoạn phân hủy từ một cái hố mới đào trong căn nhà này thì mọi người mới thất kinh hồn vía. Chỉ ít giờ trước đó, khi công an yêu cầu kiểm tra nhà, Nguyễn Minh Thuận là con trai lớn của ông Thiếp bà Lan còn làm ầm lên đòi chính quyền phải ký cam kết nếu không có gì mờ ám sẽ phải bồi thường cho Thuận. Thì giờ Thuận cúi đầu nhận chính mình là thủ phạm giết chết 3 người ruột thịt. Tội ác của Thuận những tưởng sẽ nằm yên dưới cái hố sâu mà Thuận đã thuê thợ đến đào ngay giữa nhà mình. Nhưng chính cái mùi hôi thối đặc trưng và thái độ kỳ lạ của Thuận đã khiến các thợ hồ được thuê đến làm việc phải nghi ngờ báo với cơ quan công an. Theo các thợ hồ thì Thuận thuê họ đến đào một cái hố để chứa nước dưới nền nhà ngay sát cửa ra vào. Khi vào làm họ thấy có mùi hôi thối kỳ lạ.
Họ hỏi thì Thuận giải thích rằng mấy hôm trước trong nhà có con chó bị chết, giờ đã vứt đi rồi nhưng vẫn chưa hết mùi. Để át cái mùi hôi này, Thuận còn lấy dầu thơm, thuốc xịt phòng ra xịt. Nhưng điều khiến họ thấy kỳ lạ hơn là việc Thuận thường xuyên ngồi xịt tại cái giường được kéo rèm che kín để canh chừng đám thợ làm việc. Tuy vậy, họ vẫn làm cho xong công việc của mình. Khi đào xong cái hố thì trời đã về chiều, thợ tạm nghỉ, định sáng mai quay lại làm tiếp. Nhưng sáng hôm sau quay lại, họ đã thấy cái hố được lấp lại gần đầy. Thuận nói do sợ sạt lở tường nên thôi không làm nữa. Sau đó trả tiền rồi nhờ những người thợ đổ xà bần cho đầy hố và láng xi măng lại. Hành động kỳ lạ của Thuận đã được những người thợ báo với công an, cộng với thông tin hàng xóm phản ánh về mùi hôi thối phát ra từ căn nhà này. Cơ quan công an đã tiến hành khai quật và sự thật khủng khiếp được phơi bày khi ba cái xác gồm cha, mẹ và em trai Thuận nằm chất chồng lên nhau được đưa lên khỏi miệng hố. Thẩm phán Nờ bảo ông vẫn thấy rùng mình khi nhớ về những bản ảnh chụp hiện trường khai quật các xác chết nạn nhân được lưu trữ trong hồ sơ vụ án. Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thuận diễn ra vào tháng 9 năm 2000 là một phiên tòa khó quên trong những phiên tòa ông từng xử. Khán phòng của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm ấy chật kín người. Nhiều người kinh ngạc bởi diện mạo của một thanh niên có phần hiền lành cục mịch ấy. Biết có nhiều người dự phiên tòa, khuôn mặt lạnh lùng, bị cáo thản nhiên đảo mắt nhìn khắp lượt xuống phía dưới như muốn tìm kiếm người quen. Không ai hiểu được tâm trạng của bị cáo thế nào sau ánh mắt vô cảm ấy. Được hỏi về lý do giết người, Thuận khai, đầu năm 2000, cha Thuận về Bình Định làm thủ tục chuyển hồ sơ hưu trí cho hai vợ chồng vào Thành phố Hồ Chí Minh vì ông bà đã già yếu, thường xuyên bệnh tật. Bà Lan là mẹ của Thuận bị tai biến mạch máu não, khó khăn trong việc đi lại. Thuận và Nguyễn Minh Hòa là em trai Thuận thay phiên chăm sóc mẹ. Tối ngày 19 tháng 1 năm 2000, khi cả nhà đang xem TV thì bà Lan nhờ Hòa đưa đi vệ sinh. Được một lát, Thuận nghe thấy tiếng động mạnh dưới bếp, liền hỏi thì Hòa đáp lỡ là mẹ ngã. Mặc dù bà Lan nói không sao nhưng Thuận vẫn mắng chị Hòa và hai anh em cãi vã. Tức em cãi láo, Thuận vớ lấy cây gỗ dưới chân giường, phang vào đầu và mặt Hòa, làm Hòa ngã gục xuống giường. Bà Lan từ dưới bếp chạy lên, thấy vậy thì liền la lên rằng, sao mày giết em, rồi tự té ngã xuống đất. Thuận khai có đến đỡ mẹ dậy, nhưng bà uất vì Thuận đánh chết em nên đã tự lao đầu vào tường chết. Thuận lấy chăn mùng, cuốn xác mẹ và em lại, đặt dưới gầm giường và lau dọn nhà cửa không còn dấu vết nào, rồi đi nhậu. 3 ngày sau thì ông Thiếp từ quê lên. Thấy nhà vắng, ông hỏi thì Thuận nói dối là Hòa chở bà mẹ đi Hóc Môn thăm dì. Không máy may nghi ngờ, ông Thiếp bình thản thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ mà không biết rằng mình đang nằm trên xác vợ và con trai ngay dưới gầm giường. Thuận khai rằng khi cha đã đi nghỉ ngơi, Thuận bèn quỳ lạy kể với cha rằng việc mình đã lỡ tay đánh chết em khiến mẹ tự tử để nhờ ông Thiếp giúp che giấu tội lỗi. Nhưng sau khi nghe xong, cha Thuận uất ức mà đập đầu vào thành giường chết. Thuận nói cũng lấy chăn mền cuốn xác cha để dưới gầm giường cạnh xác mẹ và em trai rồi nghĩ cách phi tang bằng việc thuê người đào hố chôn dưới nền nhà. Những lời khai trơn trụi của Thuận về cái chết của cha mẹ và em trai làm người ta không thể tin nổi. Hôm ấy, hội đồng đã phải bỏ nhiều thời gian để thẩm vấn, đấu tranh với hung thủ nhằm làm rõ sự thật về cái chết của ba nạn nhân. Thẩm phán Nờ nhớ lại. Sức trai trẻ bình thường như bị cáo, nếu muốn tự tử bằng cách lao đầu vào tường thì dù có lao đến hết sức cũng chỉ khiến choáng váng và nổi u một cục trên trán, làm sao mà chết được. Hội đồng chất vấn bị cáo, đằng này mẹ Thuận là người tai biến mạch máu não, đi còn có người dìu thì sức đâu mà lao đầu vào tường có thể dẫn đến cái chết. Hơn nữa, biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy rằng hộp sọ bà Lan bị vỡ trên đỉnh đầu, chứng tỏ phải có vật đánh vào đấy theo hướng từ trên xuống, chứ không thể có chuyện lao đầu vào tường mà làm vỡ hộp sọ như thế. Tương tự, kết quả giám định pháp y của ông Thiếp cũng cho thấy hộp sọ bị vỡ bởi một vật đập rất mạnh. Thuận khai đang nằm xoay mặt ra ngoài nên uất ức, đã bật ngửa đập đầu vào tường và thành giường mà chết. Tuy nhiên, lật lại biên bản điều tra hiện trường, hội đồng thấy rằng vết vỡ trên đầu ông Thiếp lại nằm ở hướng ngược lại. Điều đó có nghĩa là khi ông quay đầu vào vách, Thuận đã dùng cây đập vào đầu ông từ phía sau. Vặn vẹo đấu tranh thật lâu với hung thủ máu lạnh này, cuối cùng Thuận thừa nhận rằng chính hắn là người dùng cây gỗ đập đầu em trai, đập đầu mẹ và cha của mình đến chết. Nhiều người dự khán phòng hôm ấy đã phải dùng mình sững sờ với hành động mất nhân tính mà Thuận đã gây ra đối với những người thân yêu của mình. Vậy mà đứng trước phiên tòa, trước tội ác của mình, Thuận không hề tỏ ra run sợ. Chỉ có điều không ai hiểu động cơ thật sự đã khiến hung thủ này có thể ra tay tàn ác với người thân của mình, rồi bình tĩnh lau dọn, sống chung với ba xác chết nhiều ngày mới tìm cách phi tang là gì.
Nhiều lần, hội đồng xét xử có thẩm vấn để làm rõ động cơ giết chết người thân của Thuận, nhưng không thể. Bí mật này chỉ có mình Thuận và ba nạn nhân biết. Bản án tử hình đã được cả 5 thành viên hội đồng xét xử thống nhất áp dụng với Thuận khi nghị án. Dù đã gây ra tội ác, nhưng bản năng sống của kẻ tội đồ vẫn thôi thúc Thuận làm đơn xin tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giảm án. Lý do Thuận đưa ra khi kháng cáo vẫn là lỡ tay giết chết em trai vì xót mẹ bị ngã, không giết cha mẹ mà họ tự tử. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không có quyết định nào khác ngoài bản án tử hình đối với Thuận. Theo quy định của pháp luật, tòa sơ thẩm tuyên án tử hình cho bị cáo sẽ là chủ tịch hội đồng thi hành bản án này khi tòa phúc thẩm xử y án. Chủ tịch nước cũng bác đơn xin ân giảm tội chết của bị cáo. Vì vậy, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được phân công thi hành bản án tử hình này. Thường, thẩm phán nào đã tuyên án tử hình thì sẽ né không đi thi hành bản án ấy để bớt nặng nề. Dù luật không cấm, thẩm phán tuyên án tử hình bị cáo làm chủ tịch hội đồng thi hành án, nhưng không ai muốn mình là người tuyên tước quyền sống của người khác, rồi cũng chính mình đi thi hành bản án ấy. Nhưng đối với vụ án của Thuận, tôi tuyên án rồi và tôi cũng là người trực tiếp thi hành bản án ấy, thẩm phán Nam chia sẻ. Việc phân công ông làm chủ tịch hội đồng thi hành án đối với Nguyễn Minh Thuận thật tình cờ. Đáng lẽ ông có thể từ chối nhận, nhưng ông đã không làm thế. Tội ác của Thuận đã làm tôi day dứt mãi. Tôi muốn biết đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Thuận có ăn năn hối hận về những gì đã gây ra hay không. Hoặc biết đâu những lời nói cuối cùng của Thuận có thể làm sáng tỏ những bí mật xung quanh vụ án này, ông nói. Trong buồng biệt giam, từ tù Nguyễn Minh Thuận bước ra với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ hai bên. Lúc này, nhìn khuôn mặt từ tù, tôi không hề cảm nhận được sự sợ hãi của Thuận trước giờ ra pháp trường. Vẫn đôi mắt xám lạnh, khuôn mặt bình thản, không ai biết Thuận đang nghĩ gì. Thực hiện xong các bước thủ tục trước khi ra pháp trường, Thuận được đưa đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn dành cho từ tù trước giờ hành quyết. Thuận không thèm chạm đến thức ăn, chỉ xin được viết một lá thư. Lá thư ấy là những lời cuối Thuận gửi lại cho cô gái mà hắn yêu thương, tin tưởng, và có lẽ đó cũng chính là người duy nhất còn lại trên cõi đời này thương xót hắn khi hắn chết đi để trả giá cho những hành vi tội lỗi của mình. Nhiều năm rồi, tôi vẫn không thể quên cái ánh mắt nhìn thẳng lạnh lùng của Thuận dành cho hội đồng thi hành án lúc công bố quyết định thi hành án, vị thẩm phán nói. Phát súng ân huệ của hội đồng thi hành án tử hình dành cho Thuận ngày ấy đã vĩnh viễn khép lại tội ác dã man tàn độc của một thanh niên tri thức có bằng đại học kinh tế gây ra với chính người thân của mình. Nhưng những dấu hỏi về vụ án vẫn còn ở lại. Phải khó khăn lắm, từ tù Nguyễn Mạnh Dương mới đồng ý tiếp chuyện cùng chúng tôi. Bởi đối với Dương, những ngày chờ đợi đến lúc trả án nặng tựa ngàn cân. Thế nhưng dù ở bất cứ con người nào, dù có phạm phải những tội ác man dợ đến đâu, thì tận sâu trong góc khuất của họ đều có những con đường sáng. Thường thì khi phải trả giá cho hành động của mình bằng một bản án nghiêm khắc nhất, thì đó là lúc phần thiện trong con người mới được đánh thức. Họ ân hận nuối tiếc vì một phút nông nổi của mình đã khép lại cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt, và hơn nữa, phải trả giá bằng chính sự sống của mình thì lúc đó mới thấy hối tiếc cuộc sống tươi đẹp này. Đối với từ tù Nguyễn Mạnh Dương cũng không phải là ngoại lệ. Nguyễn Mạnh Dương sinh năm 1979, tổ dân phố 7 thị trấn Pleikon, Ngọc Hồi, Kon Tum, từng là một đứa con ngoan, từng là niềm hy vọng của cha mẹ, từng là một người bình thường như bao người khác. Y cũng hy vọng vào một cuộc sống êm đềm, đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng không ai ngờ, trong một phút giận dỗi mù quáng, y lại là hung thủ gây ra vụ án rùng rợn ở một thị trấn miền núi. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Dương cứ cúi gằm mặt, đôi vai rung lên rừng rức. Y hối hận đến tột cùng vì hành vi của mình gây ra, nhưng trên hết là y cảm thấy mình thật có lỗi với người mẹ. Tôi được mẹ thương nhất nhà, thế nhưng sự thương yêu của mẹ lại khiến tôi ảo tưởng, cứ đòi gì được nấy. Nhiều lần tôi đòi hỏi những thứ thực sự quá đáng, nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng đáp ứng. Tôi không biết lưng mẹ ngày càng còng thêm, tóc mẹ ngày càng bạc thêm, tay mẹ thì ngày càng gầy hơn vì phải làm lụng nhiều hơn để lo cho những sự đòi hỏi của tôi. Dương nức nở bắt đầu câu chuyện như thế. Dương kể lại, trước đây mình cũng là một đứa con ngoan hiền, luôn biết nghe theo lời mẹ và anh em trong nhà. Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày lấy vợ được thì Dương bắt đầu trái tính trái nết. Hai vợ chồng đã không chịu làm ăn, lại còn hay chơi bời, khiến cho kinh tế gia đình suy sụp, rồi dẫn đến cơ sự này. Tôi là đứa con bất hiếu, Dương cục mặt xuống bàn. Người mẹ vốn chỉ dựa vào sự tần tảo sớm hôm, quanh cây lúa con lợn con gà để nuôi bốn anh em Dương khôn lớn.
Hai đứa em gái lấy chồng ở miền Trung, anh trai thì sớm lập nghiệp ở miền Nam, còn Dương thì cũng mới được mẹ cưới vợ cho gần 3 năm trước. Kinh tế chẳng khá giả gì, nhưng trong tâm trí của Dương, người mẹ khốn khó ấy chẳng bao giờ để cho bốn anh em phải chịu đói khát hay thua thiệt bạn bè. Nhưng từ khi có vợ, tính tình của Dương bỗng đổi khác. Hai vợ chồng chẳng chịu làm ăn mà suốt ngày chơi bời lêu lổng. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời khiến cho kinh tế của vợ chồng Dương ngày càng khó khăn. Không hiểu vì sao, từ khi có vợ, Dương quay sang ghét mẹ, xa lánh anh em trong nhà. Từ đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng Dương với mẹ ngày càng lớn. Đặc biệt là sau ngày vợ chồng Dương làm ăn thua lỗ, phải bán nhà về ở cùng với mẹ thì những mâu thuẫn lại càng xảy ra thường xuyên hơn. Cuối cùng, vợ chồng Dương đã lên kế hoạch sát hại người mẹ tội nghiệp này. Sau khi sát hại mẹ xong, Dương định vứt xác xuống đoạn sông cạnh nhà nhưng không thành nên đành vứt xuống giếng để chờ có cơ hội sẽ phi tang. Không ngờ sau mấy ngày, thi thể người mẹ buộc trong bao tải bốc mùi hôi thối nên mọi người trong vùng mới phát hiện được. Khi bị bắt, Dương đã thành thật khai nhận rằng sau khi đi uống rượu về, Dương xin tiền mẹ nhưng bà cụ không cho. Cộng với mâu thuẫn giữa hai mẹ con trước đó, nên Dương đã dùng dao chém vào đầu, vào chân của mẹ, gây thương tích. Và ngay sau đó, Dương còn tiếp tục dùng khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu bà cử, cho đến chết. Sau khi giết chết mẹ đẻ của mình, Dương đã dùng bao tải túi ni lông và mềm, rồi vứt xuống giếng nước trước sân nhà để phi tang. Qua hai phiên xét xử vụ án hình sự số 178/2014/HSPT vào ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, Nguyễn Mạnh Dương đã bị tuyên phạt tử hình với tội danh giết người. Vợ nghịch tử Nguyễn Mạnh Dương là Lê Thị Tuyết đã được cơ quan công an cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để hoàn tất hồ sơ điều tra và sẽ xét xử trong một phiên tòa gần nhất. Sự ân hận của đứa con chờ ngày trả án. Đã gần một năm kể từ ngày hắn bị tuyên án tử hình, cũng như bao tử tù khác, không biết chắc mình có được ân giảm hay không. Đêm nào cũng vậy, hắn hồi hộp nghe ngóng xem có nhiều tiếng bước chân đi đến, tiếng dừng lại trước cửa phòng của mình vào lúc rạng sáng hay không. Hắn không biết có phải luật quy định hay con người ta thường nghĩ bóng tối luôn đồng hành cùng với tội lỗi, và do vậy muốn kết thúc tội ác từ trong bóng đêm trước khi bình minh đến, khởi đầu của một ngày mới trong sáng thánh thiện, không còn cái ác nữa. Hắn cũng như bao tử tù khác đều chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo mới, đôi tất chân găng tay và cả dầu gội xà phòng để nếu có phải đi thì cũng phải đi cho sạch sẽ để trả hết nợ và rửa sạch tội lỗi mang trên mình. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng kẻng báo thức, hắn mới biết chắc là mình được sống thêm một ngày nữa và chỉ dám chắc như vậy thôi. Sau đó lại là những đêm chờ đợi, phân vân, cho đến khi tiếng kẻng báo thức vang lên. Hắn cúi gằm mặt không dám nhìn ai, giọng lí nhí. Tôi hối hận nhiều lắm vì đã sát hại mẹ của mình. Đối với một kẻ từng gây nên tội ác trời không dung đất không tha như tôi, phút lắng lòng chia sẻ có thể trở thành trò cười, thậm chí là trò lố trong mắt người khác. Nhưng nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ con tha thiết là thật sự. Mỗi chiều, tôi lại để lòng mình lắng sâu cùng tiếng hát bay qua khung cửa sổ bé tẹo, những nỗi nhớ hiếm hoi phát ra từ chiếc loa phát thanh của trại. Đó là lời bộc bạch của tử tù Nguyễn Mạnh Dương trong một buổi giáo dục. Hơn một năm trong phòng biệt giam, Dương lúc nào cũng cảm thấy đau đớn, ân hận vô cùng. Lương tâm của một đứa con bất hiếu luôn bị răng xé cắn rứt. Dương cứ ao ước gì thời gian quay ngược trở lại, hắn sẽ không đối xử với mẹ như vậy nữa. Và giờ đây, Dương cũng không phải lạnh lẽo cô đơn và dằn vặt bởi sự bất kính, bất hiếu của mình với mẹ và ngày ngày lặng lẽ đếm thời gian qua song sắt nhà tù đến ngày trả án. Giá như lúc đó, Dương giữ đạo làm con nhẫn nhịn thì sự việc đáng tiếc đâu có xảy ra với hai mẹ con. Trong khoảng thời gian chờ thi hành án, những tử tù như Nguyễn Mạnh Dương mới cảm thấy quý cuộc sống tự do. Trong sâu thẳm tâm hồn của hắn lúc này có rất nhiều ước nguyện, trong đó có lời sám hối muộn màng muốn được nói với các bạn trẻ là đừng bao giờ lạm dụng rượu bia, đừng để con ma men điều khiển mình để rồi xảy ra những hành vi phạm pháp dẫn tới những hậu quả mà không bao giờ sửa chữa được. Buôn ma túy để mong được đổi đời. Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Sự, 40 tuổi, là con út trong một gia đình có 7 anh chị em ở xã Cư Ni, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 80 thế kỷ trước, Sự theo gia đình di cư vào vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió để sinh sống. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, song cha mẹ cố gắng để con cái được ăn học đầy đủ. Thế nhưng, do ham chơi đua đòi, học đến lớp 5 thì Sự bỏ học, điều đó khiến gia đình và người thân của anh ta buồn lòng.
Eak là huyện miền núi tỉnh Đắk Lắk, nơi đây có những đồn điền cao su trải rộng, trù phú, với những người nông dân làm đỗ chịu thương chịu khó. Gia đình Dự được người dân địa phương yêu mến bởi tính cách hòa đồng, thật thà, chất phác. Thế nhưng, khác với những thành viên khác, Nguyễn Hữu Dự bộc lộ tính cách ương ngạnh bất cần. Quá trình sinh sống tại địa phương, Dự thường xuyên tiếp xúc với đám bạn xấu, những giang hồ cộng cán xã hội bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Thông qua nhóm bạn này, Dự biết đến một thế giới khác hẳn với nguồn lợi vô cùng lớn do ma túy mang lại. Hoạt động mua bán ma túy diễn ra tấp nập với nhiều thành phần tham gia. Dự nhận thấy việc mua bán ma túy có thể giúp hắn đổi đời mà không phải lao động cực nhọc. Thông qua các mối quan hệ, Dự biết khu vực Tây Bắc xa xôi, cách nơi anh ta sinh sống trên 1.000 km có nguồn ma túy phong phú, giao dịch khá dễ dàng. Nhận thấy đây là cơ hội đổi đời, mặc dù đường xa cách trở, hiểm họa rình rập, song Dự quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, trong xã hội nhiều cạm bẫy, việc Dự đi một mình có nguy cơ bị lừa cao, thậm chí có thể đánh đổi tính mạng nếu bị lộ phát giác. Sáng ngày 13 tháng 7, Nguyễn Hữu Dự đón xe ô tô khách đi Hà Nội. Khi tới bến xe Giáp Bát, Dự gặp một người đàn ông khoe là biết với nhiều người Mông ở khu vực xã Hang Kia, Bà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình có nhiều hàng trắng. Sau khi thỏa thuận xong, Dự và người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy vượt trên 100 km đến khu vực xã Hang Kia, huyện Mai Châu để mua ma túy. Tại đây, cả hai gặp một người Mông. Vốn là chỗ quen biết nên việc mua bán diễn ra khá là thuận lợi. Người đàn ông Mông giao cho Dự 10 bánh heroin. Với bản tính mưu mô xảo quyệt, để qua mặt lực lượng chức năng, Dự bọc cẩn thận trong chiếc túi màu đen, sau đó giấu toàn bộ số ma túy vào trong cốp xe. Sau đó, kẻ buôn cái chết bình thản điều khiển xe máy về Hà Nội để giao hàng. Hắn tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng công an sẽ không thể phát hiện sự việc. Tuy nhiên, khi đến địa phận xóm Nếp, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Nguyễn Hữu Dự bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc này, Dự lập tức bỏ chạy vì bị công an bắt giữ cùng với tang vật. Ngày Nguyễn Hữu Dự ra trước vành móng ngựa, trời đổ mưa rất to, Dự lầm lũi tiến vào phòng xử án, ngay trước ánh mắt nghi ngại của mọi người, bị cáo này đã phải lĩnh án tử hình. Tử tù sám hối. Từ khi bị bắt đến khi tòa tuyên án tử, Dự hoàn toàn suy sụp. Cái dáng vẻ gầy gò của kẻ phạm tội lại càng trở nên ốm yếu mệt mỏi. Hắn chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc, nhìn ra khoảng không mịt mùng, qua khe cửa buông giam, suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoát vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Bằng giọng lơ lớ, hắn rên rỉ, đằng nào cũng chết thì thà chết luôn cho xong, sống mà biết trước cái chết thì có ích gì. Đã có lúc hắn định phó thác cho số phận, nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên, sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm án xuống chung thân sẽ có ngày về, hắn cũng an lòng phần nào. Nếu không may, hắn cũng chỉ mong được ra đi thanh thản. Không chỉ một lần hắn đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền để được xin chết, song mong muốn đó không được chấp nhận bởi để thi hành án tử hình thì phải có quy trình chặt chẽ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, Dự ân hận thú nhận, em tự làm khổ bản thân, có tội với gia đình, đúng lúc các con rất cần bố, vậy mà. Rồi cục mặt xuống bàn say dứt. Dự cho biết hắn có hai người con trai, cháu lớn 15 tuổi, cháu thứ hai lên 10 tuổi, cả hai con học hành giỏi giang ngoan ngoãn. Trước đây, Dự từng là tấm gương để các con soi vào học tập. Hắn tâm sự với cán bộ quản giáo, bố mẹ nuôi em khôn lớn, dành biết bao hy vọng, đến khi bố mất, vẫn tin rằng em là người tốt. Em có tội với bố mẹ, với gia đình rất nhiều. Tới đây, về gặp các cụ ở dưới suối vàng, có lẽ em không dám nhìn mặt mọi người. Nếu còn cơ hội được sống, em sẽ sống tốt để làm gương cho con. Trung tá Nguyễn Khắc Hùng, đội trưởng đội quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Nguyễn Hữu Dự là một trong số không nhiều tử tù xác định tư tưởng, ngày đêm sám hối để đón nhận cái chết. Sau khi được cán bộ quản giáo động viên giáo dục, anh ta đã hòa nhã với mọi người, chấp hành mọi quy định của trại, không có biểu hiện tiêu cực bất mãn. Những lúc hắn bị đau ốm mệt mỏi đều được cán bộ quản giáo có mặt động viên chăm sóc tận tình, giúp tử tù này ổn định tư tưởng. Cơ thể dần hồi phục, bệnh tình thuyên giảm, hắn trở nên gần gũi cởi mở hơn với các phạm nhân khác, chấp hành tốt hơn các nội quy của trại. Những biểu hiện chống đối cũng giảm dần, hắn ít la hét to tiếng hơn. Thậm chí, khi được cán bộ quản giáo cho biết đang áp dụng thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, nét mặt hắn giãn hẳn ra. Thời gian dần trôi đi, ngày nhận án không còn xa, song Dự vẫn lạc quan yêu đời. Tính bản thiện trong con người anh ta đã được thức tỉnh.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 6, những người dân sinh sống tại khu vực phố Thụy Lĩnh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà ông Lưu Văn Rơi, sinh năm 1962. Khi mọi người chạy đến nơi, lúc này cánh cổng sắt của căn nhà vẫn khóa. Người dân đứng ngoài nhìn vào phía trong, thấy chị Lưu Thị Nhã, sinh năm 1982, là con gái của ông Rơi, đang ôm lấy thi thể bố mẹ, nằm ở dưới đất, khóc than vật vã. Ngay sau đó, thông tin về vụ án mạng kinh hoàng trên đã được báo cho Công an phường Lĩnh Nam. Nhận được tin báo, Công an quận Lĩnh Nam đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai khẩn trương xuống hiện trường, truy xét hung thủ gây án. Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân là ông Lưu Văn Rơi và bà Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1962, nằm trên sàn nhà, giữa vũng máu. Khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định các nạn nhân tử vong vì bị nhiều vết dao đâm trên người. Qua tiếng nấc nghẹn, chị Lưu Thị Nhã nói hung thủ gây án mạng không ai khác chính là đứa em trai tên là Lưu Văn Thắng. Sau khi gây án, Thắng đã cầm theo hung khí và bỏ trốn. Cho đến rạng sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại nhà Trần Ngọc Ánh, cũng đang ở phường Lĩnh Nam. Tại cơ quan công an Hoàng Mai, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình. Theo đó, khoảng 23 giờ đêm ngày 23 tháng 6, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ thì bị ông bà Rơi mắng mỏ không cho tiền và đuổi về. Không xin được tiền, lại còn bị bố mẹ mắng chửi, Thắng nuốt hận về nhà. Ý định giết chết bố mẹ nảy sinh, Thắng cầm dao quay lại nhà bố mẹ. Lúc này, ông bà Rơi đã khóa cổng và đi ngủ. Thắng trèo tường vào trong nhà và đi vào phòng ngủ của bố mẹ rồi đứng nép gần chân cầu thang. Nghe thấy tiếng động lạ, ông Rơi tỉnh dậy đi ra cửa và phát hiện Thắng đang cầm dao, liền lao tới giằng lấy dao trên tay kẻ nghịch tử. Thắng cũng nhào tới dùng dao đâm vào bụng của ông Rơi. Mặc dù bị đâm, nhưng ông Rơi vẫn cố giằng co với Thắng để lấy dao, nhưng không được và tiếp tục bị Thắng dùng dao đâm liên tiếp vào người. Trong khi hai bố con đang vật lộn dưới đất, lúc này bà gái tỉnh dậy, hoảng hốt, vừa hô hoán, vừa lao vào giằng dao của Thắng để cứu chồng. Trong cơn say máu, Thắng quay sang đâm mẹ mình. Sau một lát bị ngất, ông Rơi tỉnh dậy, liền bị Thắng tiếp tục đâm đến chết. Nghe thấy tiếng động ở nhà trên, chị Lưu Thị Nhã ở bên cạnh mở cửa chạy sang, nhìn thấy mẹ đang giằng co với em. Lúc này, con dao trên tay Thắng văng xuống dưới sàn nhà. Chị Nhã lao tới, cầm lấy dao và ném ra ngoài sân. Thắng vội lao ra nhặt lấy dao và quay lại tiếp tục đâm liên tiếp vào người bà gái, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thắng chạy lên tầng 2 rồi qua cửa sổ leo sang khu vực nhà trọ, bỏ chạy về nhà. Vừa vào đến cửa, Thắng nói với vợ, anh vừa giết chết bố mẹ rồi và lấy nước rửa sạch máu trên người, thay quần áo trước khi tạm lánh sang nhà một người bạn ở gần đó. Cho đến rạng sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị bỏ trốn, Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Người nhỏ thó, đôi mắt lạnh lùng của Thắng khi ngồi tại cơ quan công an quận Hoàng Mai, bỗng chốc lại liếc nhìn trộm những người xung quanh. Quá trình Thắng chuẩn bị dao như thế nào, đột nhập nhà bố mẹ và ra tay tàn độc với đấng sinh thành ra sao đều được đối tượng khai trần tru trước cơ quan cảnh sát điều tra với thái độ rừng rưng đến lạnh người. Khi được hỏi nguyên nhân và ý định giết chết bố mẹ có từ khi nào, Thắng lạnh lùng khai xuất phát từ trước đó mấy ngày. Theo lời Thắng, từ nhỏ đến lớn, y không được bố mẹ coi trọng. Nghỉ học năm lớp 6, Thắng ở nhà nhưng cũng chẳng nghề ngỗng gì. Nhàn cư vì bất thiện, lại mê món võ lâm chi mệnh trong game online, Thắng sục sạo những gia đình nào sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Năm 2004, Thắng bị Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai tuyên phạt 16 tháng tù giam về hành vi trên. Sau khi ra tù, Thắng kết hôn với Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1991 ở Kim Mã. Mặc dù có vợ có con và được bố mẹ cắt đất xây dựng hẳn cho một căn nhà 2 tầng khang trang ở ngay kế bên, nhưng Thắng vẫn suốt ngày lêu lổng. Cách đây một thời gian, Thắng có xin bố mẹ mua cho một chiếc xe máy để đi làm, nhưng ông bà Rơi chỉ cho Thắng mượn xe máy cũ. Ấm ức vì không được mua xe, vài ngày sau, Thắng mang chiếc xe đi cắm lấy 10 triệu đồng. Bố mẹ Thắng chỉ biết sự việc khi có người mang giấy cắm xe của đối tượng đến tận nhà đòi trả nợ. Không còn cách nào khác, họ đã phải trả nợ thay con. Thắng khai rằng việc bố mẹ trả nợ như thế cũng chẳng đáng gì bởi trước đó theo lời Thắng, ông bà Rơi có hứa hẹn sau khi bán mảnh vườn sẽ cho Thắng một số tiền nhưng lại không thực hiện. Nhiều lần xin bố mẹ không được, Thắng ôm hận trong lòng. Đối tượng còn kể lể sự ác nghiệt của bố mẹ với mình ngay cả trong ngày cưới. Theo lời đối tượng, khi đó Thắng không được bố mẹ cho tiền để may quần áo cưới mà phải mặc lại bộ quần áo của người chú.
cộng thêm sự đố kỵ cho rằng hai người chị gái được bố mẹ quan tâm hơn, Thắng nuôi hận với chính những người đã sinh thành ra mình. Khi chúng tôi hỏi đối tượng giờ có cảm thấy ân hận không thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Thắng nói có nhưng bằng cái giọng giáo hoành. Trong cơn say máu nên Thắng nói không thể nhớ đã đâm bao nhiêu nhát dao lên cơ thể của bố mẹ trước khi ông bà rơi cục xuống. Trong suốt buổi hỏi cung của cơ quan công an, không một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của đối tượng. Thậm chí đôi lúc, Thắng còn thoáng nhếch mép cười. Điều mà đối tượng quan tâm nhất lúc này lại không phải là cái chết của bố mẹ y, mà chính là câu hỏi hướng về luật sư. Liệu cháu sẽ bị bao nhiêu năm tù? Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12 năm 2012, Lưu Văn Thắng, sinh năm 1986, trú tại số 5 tổ 25 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã phải đón nhận hình phạt cao nhất dành cho tội ác của mình, đó là hình phạt tử hình. Thế nhưng rất nhiều người tham dự phiên tòa hôm ấy vẫn day dứt với câu hỏi không hồi đáp. Một khi huyết thống nhạt nhòa thì người ta bấu víu vào đâu để đòi lại niềm tin? Một cụ già đầu tóc bạc phơ, chắc là hàng xóm của ông Lưu Văn Rơi và bà Nguyễn Thị Cái, cùng sinh năm 1962, cha mẹ ruột và cũng là nạn nhân của Thắng, đã bảo rằng nếu trên đời này còn có nơi gọi là âm ti địa ngục thì loại ma quỷ như thằng Thắng cũng không đáng được đặt chân. Nó phải đem vứt vào vạc dầu, may ra cái linh hồn tội lỗi ấy mới được gột rửa phần nào. Suốt cả phiên xét xử, Thắng không dám ngẩng đầu lên lấy một lần. Khuôn mặt hắn luôn cúi gằm chịu trận. Có lẽ hắn sợ phải đối diện với hàng trăm cặp mắt phẫn uất của người thân, gia đình và hàng xóm láng giềng đang đổ dồn về phía vành móng ngựa. Ai cũng muốn nhìn tận mặt tên sát thủ máu lạnh, xem mồm ngang mũi dọc nó thế nào mà gây nên tội ác tày trời như thế. Trước tòa, Thắng còn hờn trách, cũng chỉ vì bị cáo ham mê cờ bạc nên mới mang nợ vào thân. Người ta đòi rát quá, có kẻ còn dọa, nếu không trả thì xin ti tiết. Không còn cách nào khác nên bị cáo mới quay về xin tiền bố mẹ. Mà nhiều nhặn gì đâu, có mỗi 20 triệu đồng, không cho thì thôi, ai lại đi mắng chửi như thế. Nghĩ bố mẹ không còn thương mình nữa nên bị cáo mới quyết định hành động như vậy. Nghe những lý giải trơn tuồn tuột ấy, người ta không khỏi lạnh người. Có cảm giác ẩn đằng sau hình hài nhỏ thó, khuôn mặt cây nhằng của hắn là một tâm hồn quỷ dữ. Bởi kể cả những kẻ tâm thần có lên cơn điên loạn, hóa giải mất khôn đến nhường nào thì cũng khó đủ dã tâm để làm cái việc mất tính người như vậy. Đằng này, sau khi nghe bố mẹ mắng nhiếc vài câu, Thắng đã không còn đủ tỉnh táo, ngồi ủ mưu tính kế, rồi nửa đêm trèo tường cậy cửa vào nhà, hạ sát cả hai ông bà, thì âu cũng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Mà nào bố mẹ hắn có hắt hủi hay là để hắn thua thiệt gì so với bạn bè cho cam, ông bà cũng nuôi nấng chăm chút hắn từng ly từng tí, lớn lên cũng dựng vợ gả chồng, cũng nhà cao cửa rộng. Ấy vậy mà, đầu óc hắn thì toàn nghĩ những điều sang bậy. Hắn đâu biết rằng dù nhà có ba chị em, trên hắn có hai chị gái, nhưng do hắn là con út, lại là độc đinh mũ gậy nên còn có phần được cưng chiều. Từ thuở thò lò mũi xanh, Thắng đã ham mê game online và cờ bạc. Mấy thứ đó cũng chẳng cần ai lôi kéo ép uổng gì, hắn cam tâm tình nguyện chui vào. Mỗi khi hết tiền, không vay mượn được ai thì hắn lại về nhà xoáy ông Rơi và bà gái. Hoặc là cùng lắm, hắn làm theo đám bạn nhầng nhầng tóc xanh, tóc đỏ, đi trông chìa hoặc mượn tạm hàng xóm, dăm ba thứ đồ lặt vặt bán lấy tiền. Cũng vì một lần mượn đồ hàng xóm không chịu hỏi ấy, năm 2005, hắn đã từng bị Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai tuyên phạt 18 tháng tù, khi ấy hắn mới 19 tuổi. Ra tù, thấy hắn có người yêu, bố mẹ hắn cũng mừng. Cưới vợ cho hắn xong thì ông bà góp nhặt, lần hồi mãi cũng dựng cho vợ chồng hắn ngôi nhà 3 tầng trên phần đất của gia đình. Tưởng rằng nhà cao cửa rộng, vợ con đề huề sẽ giúp hắn từ bỏ con đường cờ bạc mà tu chí làm ăn. Nhưng cũng chỉ được giam bữa nửa tháng, hắn lại chứng nào tật ấy. Ông bà khuyên gian hắn thì hắn cũng chỉ nghe như gió thổi ngoài sông. Sau khi đại diện viện kiểm sát tuyên đọc bản cáo trạng truy tố, Thắng Lý Nhi khai báo lại nguồn cơn và hành vi mất hết tính người của mình. Gã là con út của ông bà Rơi, trên Thắng còn có hai chị là Nhã và Hằng. Bản tính Thắng ham chơi lại đam mê bài bạc nên nhanh chóng lâm vào cảnh nợ nần. Sau ngày gã lấy vợ, ông bà Rơi đã nhịn ăn nhịn mặc để có tiền đủ cất cho vợ chồng gã một ngôi nhà riêng 2 tầng, một tum khang trang ngay trên mảnh đất của gia đình. Hơn hẳn nhiều người, vậy mà gã đâu có chịu tu tâm dưỡng trí. Vẫn cái tật ham mê cờ bạc và game online, Thắng vẫn đều đặn sang que tiền của bố mẹ. Đến tháng 5 mới đây, gã lại thiếu nợ 20 triệu đồng mà không có khả năng thanh toán. Nghĩ bố mẹ lắm tiền nhiều của, gã tiếp tục sang xin xỏ rồi quay ra chỉ trích. Lần này, vợ chồng ông bà Rơi nhất định không cho.
đơn giản vì họ muốn Thắng phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm với bản thân. Cho rằng bố mẹ không còn thương yêu mình nữa, gã sinh lòng thù hận và lên kế hoạch trả thù. 2 giờ ngày 24 tháng 6, hắn đã gây ra tội ác tày đình đối với bố mẹ của mình. Trong suốt quá trình bị xét hỏi, bị cáo chỉ khai báo lý nhí và chắp vá. Thắng sợ tội một phần, nhưng có lẽ quan trọng hơn là gã sợ những người thân họ hàng đang ngồi ở phía dưới hội trường sẽ thêm phần căm phẫn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã, bởi vì chị Lưu Thị Nhã đến tòa vừa mang tư cách đại diện cho bị hại, vừa mang tư cách của người làm chứng, lại không xử sự như vậy. Trái lại, chị thật rộng lòng khi tỏ rõ sự bao dung tha thứ cho thằng em không đáng làm người. Trước tòa, chị Nhã trình bày, khi nghe thấy những tiếng vật lộn ở trong căn nhà của bố mẹ, vì nhà của chị Nhã sát vách nhà ông bà rơi, chị đã ra ban công gọi to để hỏi mẹ xem có chuyện gì. Không có tiếng trả lời, linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra, chị vội chạy sang. Khi ánh điện trong phòng bật sáng, chị Nhã bàng hoàng. Khai báo đến đây, chị Nhã đột nhiên quay sang khẩn khoản với tòa, mong quý tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho em tôi. Giờ nghị án trôi qua, Lưu Văn Thắng bị tuyên phạt tử hình về tội giết bố mẹ. Nghe tòa tuyên, cả chung người là họ hàng của nạn nhân và bị cáo đều rấm rứt khóc. Bị dẫn dài trở lại xe đặc chủng, Thắng lạnh lùng bước đi như thể đang muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi cuộc đời này. Gã mặc kệ cả cô vợ trẻ, tay bế đứa con cứ nhằng nhẵng chạy theo, miệng thì không ngừng gào khóc. Cũng chính vì thua bạc, Thắng nhiều lần sang nhà bố mẹ để xin, nhưng ông bà nhất định không cho, phần vì muốn con mình thay tính đổi nết, từ bỏ con đường tội lỗi, phần vì tiền bạc tích góp được, ông bà dồn cả vào làm nhà cho Thắng, nên bây giờ có muốn cho cũng chẳng còn. Thế nhưng Thắng một mực nghĩ rằng bố mẹ còn dư giả lắm, chỉ vì không xem mình là con nên mới từ chối cho tiền. Hắn sinh lòng thù hận và lòng thù hận ấy đã biến hắn thành ác quỷ, nửa đêm vác dao trèo tường vào nhà bố mẹ đẻ và hạ sát cả hai ông bà. Chẳng có ngôn từ nào có thể nói lên hết được sự đau đớn và bàng hoàng của những người thân trong gia đình tội nghiệp này. Hai chị gái Thắng ngồi thất thần góc hội trường xét xử, khuôn mặt thất thần. Có lẽ họ vẫn còn không dám tin vào cái họa cốt nhục tương tàn lại rơi trúng gia đình nhà mình. Cứ như vết cắt của mảnh chai cứa vào lòng sâu hoắm. Thật sự, họ không thể nào hình dung được tại sao Thắng lại hành xử với bố mẹ ruột của mình theo một cách tàn nhẫn như thế. Vẫn biết, đời sống nhiều bất trắc, đôi khi là cả những bế tắc đến mức cùng cực. Nhưng thay vì nghĩ đến tình nghĩa, đạo lý làm người, thì Thắng lại chọn cách khác. Quả thật, ngồi nghe về hoàn cảnh trăm ngàn đắng cay và những đau thương của gia đình nhỏ bé này, người ta có cảm giác chua chát. Không hiểu tại sao trên cõi đời vẫn còn có những cảnh đời trái ngang đến vậy. Những tưởng, cũng như bất cứ ai, khi phải đối mặt và chịu trận với quá nhiều đắng cay cùng cực như thế thì cũng rất khó để vượt qua. Thế nhưng trước tòa, chị Lưu Thị Nhã, sinh năm 1982 bảo rằng, dù sao, Thắng cũng là em trai tôi, cùng khúc ruột, bốt xót mà bố mẹ sinh ra. Giờ có lao đầu vào tội ác, tôi phải làm sao? Nó cũng vợ dạy con thơ, xin tòa mở lượng khoan hồng. Khi nghe những lời gan ruột từ người chị bao dung ấy, Thắng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Còn vợ hắn, trong suốt phiên tòa, dường như không có gì ngoài nước mắt. Chị khóc cho chồng, khóc cho con và khóc cho những trái ngang của bản thân mình. Lấy chồng từ khi còn trẻ, giờ mới ngoài 20 tuổi, chị đã phải mang thân vợ tử tù. Hình ảnh người vợ trẻ bìu díu đứa con thơ, tất tà đuổi theo xe tù khi Thắng bị đưa đi khiến cho những người tham dự phiên tòa không khỏi cầm lòng. Với Thắng, có thể bản án tử hình đôi khi lại là sự giải thoát cho hắn khỏi những giày vò tội lỗi kéo dài. Thế nhưng, đằng sau thảm án này là chìm lút những nỗi đau. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.